Tiếp tục ngày hôm nay kênh của em có về hai cái mẫu sản phẩm, đây là hai cái mẫu đồng hồ đấy, hiệu cực kỳ xịn sò nha, bao đẹp luôn, Rolex nha, đấy, Rolex màu vàng này, hôm trước là màu xanh, bây giờ nó về lô màu vàng nha, có là đỉnh kim tuyến luôn, hay có đỉnh là nói chung là gọi là hộp xoàng dạ nhá, hay quan viền luôn, cực kỳ đẹp. Và thêm một cái mặt nữa, một cái màu sản phẩm nữa, đấy là cái màu sản phẩm đồng hồ có phát quang này, đấy, bằng chữ La Mã nhá. Đấy, đồng hồ này xem đây, cái hiệu đây nói gì đây, đấy, ok chưa, long mệt nhá, đấy, cực kỳ ok, mặt lớn này, mặt này mặt lớn nha em nhá, đồng hồ bao đẹp luôn, đấy, bao đẹp luôn nhá, có phát quang luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Thì cái màu đồng hồ mà trắng này này, đấy, thì em đang thanh lý với giá chỉ có 175.000 nhá, 175.000 một cái quý vị nhá. Còn anh nào muốn đồng hồ màu vàng đấy xịn sò như này, Rolex này, thì nó là 200.000 nhá, 200.000 cho em. Đấy, anh nào nhất được cái gì thì ở em nhá, anh nào nhất được cái gì thì ở em này. Đấy, hàng cực kỳ bao rồi, bao ngon rồi, đấy, khách hàng nào xài cũng là khen ngon khen đẹp hết nhá. Rồi, ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm vô cùng chất lượng cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây, hàng này là hàng cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này nhá. Đó, made in Japan luôn. Đấy, với một cái màu hàng dao Nhật xịn sò cao cấp của em nhá. Cái dao này là dao nó vừa thái này, vừa chặt ok nhá. Đấy, vừa thái vừa chặt ok. Đấy, đường kính của nó thì dài nó tầm cái chiều dài của nó này, cái lưỡi của nó rơi tầm 25 cm nhá. Đấy, cực kỳ là ngon, lóc thịt này và chặt ok nhá. Đấy, được bọc khuy này, bọc khuy bằng rồng này, cực kỳ là xịn sò luôn, cán mũ cực kỳ cao cấp nhá. Đây, sau này còn có vít như này, đấy, cực kỳ là ngon. Thì cái cây này em đang hiện tại đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình với giá chỉ có là 145.000 nhá, 145.000 một cái cây dao mà có phải nói là vô cùng chất lượng và xịn sò như này, đấy, đẹp tuyệt đỉnh luôn. Đấy, quý vị bà con bạc mình mua về sử dụng cho phê đời nhá. Đấy, nhanh tay nhanh chân quý vị nhá, cực kỳ là ok. Đấy, một cái bộ nồi siêu đẹp cho quý vị bà con bạc mình này. Đấy, đây là cái bộ nồi có quai nhá, có nồi có quai, nắp vuông màu. Đấy, sơn luôn nhá, sơn tần điền, cực kỳ là ok quý vị nhá. Rồi, ba cái này, ba cái bộ nồi bông ba cái cực kỳ là đẹp luôn. À, về hàng đi số lượng khá là cực kỳ là nhiều luôn quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhá. Đấy, với giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 ba cái nồi hoa này, ba cái nồi hoa. Đấy, quý vị thì mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Đấy, tiếp tục ngày hôm nay về cái lô nồi nhá, nồi không quay. Đây là cái mẫu nồi không quay có nắp đầy inox cho em nhá, cực kỳ là ok luôn. À, cái mẫu này thì mình đựng thức ăn hay là mình bới thức ăn cực kỳ là ngon này nhá. À, đây thì cái sản phẩm này nó có nhiều từ 16 cm này cho tới 24 nhá, 16 cho đến 24, 16, 18, 20, 21, 22 gì đấy, mà nói chung là 5 cái nhá. 5 cái như này. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, sản phẩm này em đi cực kỳ là mạnh quý vị nhá. Đấy, bà con mình ai có nhu cầu quan tâm đến cái mẫu này thì alo cho em này. À, với giá chỉ có là 140.000 nhá, 140.000. Một cái bộ nồi inox 5 cái nhá. Đấy, giá siêu rẻ như này. Đấy, nhanh tay nhanh chân là về để có sản phẩm mà sử dụng quý vị nhá. Hôm nay em có về một cái lô băng keo điện nhá. Đấy, băng keo điện cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, hàng này nói chung là cực kỳ là swip luôn nhá. Đấy, mềm lùa, nói chung là keo là dán bao chắc chắn luôn. Đấy, hàng này hàng cao cấp quý vị nhá. Đấy, một cái lô keo điền, hàng mới về, nói chung là mới Kensberg luôn. Đấy, hàng bài cực kỳ là ngon nhá. Đấy, với giá thanh lý thôi, giá thanh lý thuộc cuồng nha quý vị bà con của bác mình này nhá, 50.000 đồng một cuồng nhá, 50.000 đồng một cuồng. Đấy, keo này là keo lớn nhá. Đấy, nhìn cuồng keo lớn nhá, dày lớn cực kỳ là ngon. Đấy, ra quán mua không có một cái giá này đâu. Đấy, thanh lý về cho quý vị bà con của bác mình xài thôi nhá, mua để trong nhà 5-10 cuồng gì đấy sử dụng dần dần nha. Đấy, cái cần lúc nào cũng cần dùng được hết nhá, cực kỳ ok. Hôm nay em có về tiếp theo cái lô
khe ga nhé. Đấy, cái khò ga này. Và ngày hôm nay có giá ưu đãi cho toàn thể quý vị bà con bạc mình thôi nha. Thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đây là cái mẫu khò ga tự động nhá. Đây là nó từ đánh lửa ra Raito. Khi mình bóp cái cò này thì nó sẽ bắn lửa và nó sẽ từ mồi từ ấy, không phải cần hộp quẹt mồi đâu nha. Đấy, cực là xịn sò luôn. Và cái tăng giảm này, đây là cái nút này là để tăng giảm cái lượng ga lớn hay nhẹ nhá, tùy thuộc mình. Đấy, lắp bình ga như thế này cho em. Thì ngày hôm nay về cái lô này số lượng cũng khá là nhiều, nên thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Giá chỉ có 39.000 một cái nhá, 39.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Rồi, ngày hôm nay có về một cái lô dây và súng rửa xe tiếp tục nhá. Đấy, về một cái lô sửa dây sửa xe này cực kỳ là ngon luôn. Dây áp lực cao nhá, dây chiều áp lực cao cho em này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, bọc này ngoài ấy rồi trong thêm ni lông này, cực kỳ ngon cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, cực kỳ là xịn sò này nhá. Dây này bao nhiêu nè? Đấy, một cuồng dây mà 20 m, một cuồng dây 20 m nha. Dây áp lực cao này, dây để lắp cho máy rửa xe, rồi máy rửa xe bằng điện nhá. Đấy, đầu này là đầu bít này, cực kỳ là ngon luôn, hai đầu. Dây áp lực cao với giá chỉ có 200.000 nha. 200.000 một cuồng thôi quý vị ơi. Dài 20 m luôn. Dây áp lực cao về rất chi là nhiều, rất xịn sò. Đấy, còn việc bao nhiêu bao ở đây nữa nha. Với giá cực kỳ là rẻ luôn, 200.000, bán rẻ bán chơi cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình. Còn súng này, súng thì quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em luôn nè. Súng này súng rửa xe luôn nhá, súng luôn. Súng này một súng chỉ có 100.000 thôi. Đấy, bán rẻ bán chơi cho vui nhá. Đấy, gọi là bán chơi cho vui thì 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Mua về sức cua xịt nhá, xịt rửa thoải mái nhá. Dành cho máy rửa xe xài điện cho em nhá. Cực kỳ là ok. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình này. Đấy, quý vị anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Mấy cái này thì nó thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn. Cực kỳ thích nó nhá. Đấy. Và cái sản phẩm này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này. Ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ một loại lớn nhá, một cái kính nhỏ một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ánh đèn sáng thì có công tắc ở đây, khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp ba quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này, quý vị nhìn thấy đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng ánh sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa, nó cực kỳ là ok đấy. 3D nhá, đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy. Thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Đấy, thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này, thì chơi cái này cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô sản phẩm này là dành cho các quý ông này, quý chị này, hay ai có nhu cầu về sành điệu chơi thì chơi cái này cho em nhé. Một cái hộp quẹt, hộp quẹt là quẹt xài bằng điện tử nhé. Hộp quẹt điện tử nó cực kỳ là hay nhé. Đấy, cái nút gài này, em hướng dẫn trên live đó nha. Mua về thì nhớ nha, cái này là gài này, mình muốn sử dụng thì mình bóc nó ra nhá. Đấy, mình bóc cái quy này ra này, xong mình nhấn nút này mở. Đấy, có đèn, đây là báo pin nhá, và đèn này là luôn luôn chiếu sáng khi bằng đêm mình thấy đường nhá. Và đây mình đấy, cái bật lửa nhá, nó đây là nó đếm số lần này, nó đếm số lần cho mình nhá. Đấy, em bấm bao nhiêu cái nó hiển lên bao nhiêu số này, cực kỳ là hay nhá. Đây là hộp quẹt điện tử, cực kỳ là xịn sò và cao cấp. Đấy, răng ri luôn nhá, răng ri luôn. Đấy, quân đội cực kỳ là hay nhá. Đấy, giá cực kỳ ưu đãi cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, phụ kiện theo kèm này, phụ kiện theo kèm thì nó có dây sạc, đây là bằng pin nhá, xài bằng pin, có dây sạc theo kèm này, theo cái củ sạc dây sông này, và dây đeo này, thậm chí nó có cả dây đeo này nhá, cực kỳ là hay luôn. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn, quý vị anh chị em bà con và bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Đấy, vào
có nhu cầu thì ở em này, giá thì quá rẻ, 150.000 nhá. 150.000 một cái quý vị nhá. Rồi. Rồi, quay trở lại cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, ngày hôm nay giò kho có một số hàng cần thanh lý. Đấy, với giá tụt quần nhá, với giá gọi là sụp nguồn luôn. Đấy, giòn kho nó nằm dưới đáy còn mấy con nhá. Còn mười mấy bộ như này. Con pin 12V pin chọt nhá. Phụ kiện còn đầy đủ luôn, hai pin một sạc theo kèm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Nhưng đặc biệt là con này không có tem có mát gì đâu nhá. Đấy, nó là như này, 12V, hai quả pin một sạc theo kèm nhá. Đấy, con này thì đầu 10 ly này. Mở ốc mở vít nhá, mở vít điện từ điện lạnh, lắp bạc đặt thiết bị nội thất thì quá ngon luôn. Với cái sản phẩm này nhá. Thì hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình với giá chỉ gọi là 320 nhá. Đấy, thanh lý cho 320 một bộ. Đấy, quý vị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì nhất cho em này. Còn anh nào muốn ngon hơn chút xíu nữa thì đây, có cái bộ này, nó còn quam lê như này luôn, hai pin. Pin này pin lớn hơn nhá. Pin 5 sao cho em này. Hai pin 5 sao cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 380.000 nhá, 380.000 cho em. Hai cái bộ phụ kiện như này. Pin là pin 5 sao nhá, pin 5 sao có đầy đủ luôn nha. Có đầy đủ sạc, đầy đủ cho quý vị bà con bạc phần xài nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân quý vị nhá. Rồi, có mấy cái kìm bấm này, kìm bấm này, kìm bấm gì nhỉ? USA, mà USA này chỉ có thanh lý 60.000 thôi nhá, 60.000 một cái còn mới luôn. Đấy, cũng có vỏ gì hết. 60.000 một cái nhá. Đấy, kìm bấm hao xe, kìm bấm hao xe nhá. Đấy, chỉ có là 60.000 một cái cho em này. Còn đây có cái nồi này, nó thanh lý này, nồi ấm hai chức năng nhá, ấm hai chức năng. Hay vừa nấu nước này, vừa giữ nhiệt này. Và đặc biệt thì nó là hàng bị bom. Đấy, hàng bom mà nó chưa nổ nhá, bom mà chưa nổ, nó bị móp, mà vận chuyển nó bị móp này. Cho nên thanh lý giá rẻ thôi, thanh lý giá rẻ 120 nhá, thanh lý giá rẻ 120. Anh nào về có cái gì mà nắng nó ra thì mà xài cực kỳ ok. Về mở cũng ốc này mà nắng nó ra thì là xài ok nhá. Em lười lắm cho nên thanh lý thôi. Hay thanh lý giá lộ phốn nhá. 120, phụ kiện đầy đủ luôn, có đế có đầy đủ nhá. Hãy quý anh chị em bà con và phần quan tâm thì ở em nhá. Tiếp tục cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, những bác nào thích ngũ cốc này, đấy, thích có những hương vị mình tự làm, đấy, thì những cái màu trái cây này, cháo này các kiểu thì nên mất một em này nhá. Đấy, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều gì cũng được, hãy mua một cái để trong nhà, hãy cho tiền sử dụng nhá. Đây, đây là một cái dòng sản phẩm đa chức năng. Đây là một cái nồi vừa nấu này, vừa xay này, vừa nấu vừa xay vừa hầm nhá. Đấy, nó cực kỳ ok luôn. Thì nhà nào có trẻ nhỏ và người lớn thì người già ấy thì chơi cái này cực kỳ hay này. Đấy, mình có thể hâm này, có thể xay này. Đấy, vừa hâm vừa xay nhá. Và đặc biệt là nó là nấu ngũ cốc luôn. Đấy, nấu mình xay ngũ cốc cực kỳ là ok luôn. Làm sữa nhá. Rồi, cái màu sản phẩm này thì cực kỳ ok, có phụ kiện là dây dở theo kèm đầy đủ nhá. Về đây, nó như này quý vị nhá, nó là như này đây. Đấy, mình có thể xay cháo này, xay trái cây này, xay ngũ cốc này, đầy đủ như này. Thì một cái dòng sản phẩm này hiện tại bên kênh của bên em ấy đang sale với giá chỉ có 380.000 nhá. Đấy, giá 380.000 thôi. Đấy, giá siêu rẻ rồi. Quý vị thích thì ở nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, là một cái màu nồi cơm Cuckoo Hàn Quốc. Đấy, hàng này là bao xịn, bao đẹp luôn quý vị nhá. Đấy, một cái màu sơn cực kỳ là nét luôn, chất lượng vô cùng. Đấy, hàng bao nét nhá. Đấy, hàng nét như Sony luôn. Rồi, mình sẽ kiểm tra nội thất bên trong của em nó nhá. Đây. Đấy, một cái nồi rất là chắc chắn này. Đấy, hàng dày luôn nha. Đấy, các bác biết không? Đấy, một nó đi một cái đường chỉ vân như này này. Đấy, từng mấy ly luôn là chứng tỏ cái nồi này nó rất là dày và xịn nhá. Rồi, đi kèm thì có vá, có dây theo kèm nhá. Có môi, có thìa. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với dung tích của nó là 2 lít nhá. Nồi này thì nấu 5-7 người ăn thoải mái cho em này. Đấy, dòng sản phẩm này hiện tại bên em đang sale nhá, sale cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình dùng với giá siêu rẻ luôn nhá. Dòng sản phẩm này em đang sale với giá chỉ 580.000 nhá. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình nay có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Hãy gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình quý vị nhá.
Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về cái lô sản phẩm dầu xoa bóp nhá. Đây là dầu xoa bóp siêu nóng luôn, và đây là cái sản phẩm cao cấp dành cho những cầu thủ chuyên nghiệp này. Đấy. Những người thường xuyên vận động mạnh ấy, hay bị đau các khớp gối này, là thoa em này vào là rất chi là đã đời của các luôn. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nhá. Đấy, dầu xoa bóp cho em này, và đây là có công năng massage luôn nhá. Mình bôi mình lăn massage luôn này. Đấy, cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái dung tích của nó là 100ml nhá. 100ml cái này nhiêu? 110. Đấy thì ngày hôm nay trên kênh của em là thanh lý cho toàn thể quý vị bà con và bạn mình nhá. Với giá 110.000 thôi. Cái này mình đi ra tìm thuốc tây thì quý vị cũng mua được cái giá này đâu. Đấy, giá này thì quá yêu thương rồi. Đấy, dành cho những anh em chuyên nghiệp thôi nha. Cầu thủ chuyên nghiệp mà đang quảng cáo một cái thương hiệu cực kỳ ngon này nhá. Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu cho ngoài hàng Anh nhá. Đấy, rất chi là xịn sò luôn. Quý vị bà con các bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp theo cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình này, hãy tiếp tục ngày hôm nay lại về một cái lô sản phẩm máy thổi và hút bụi Thái Lan BBK nhá. Đấy, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy, thì cái lô này, cái lô trước thì em đã về rồi và đã bán đi rất chi là nhiều nhá, bán cực kỳ là chạy luôn. À, và cái dòng này thì nó vừa thổi vừa hút nhá. Lúc nào mình hút thì mình để chuyển qua cái ống hút qua bên này, bên hông, và cái túi rác lắp đằng này nhá, túi rác lắp bên này cho em này. Còn lúc nào thổi thì như này, thổi thì mình nên tháo cái này ra này, để nó hút không khí vào này, để nó hút không khí vào nó, để nó thổi gió ra đây nhá. Thì cái lô sản phẩm này thì em thanh lý thôi, em thanh lý cho bà con các bác mình về dùng này, với giá cực kỳ yêu thương nhá, với giá chỉ có 210.000 thôi. Thì công suất của nó lên đến là 600W này, vòng tua là 16.000 vòng, hay vòng tua 16.000 vòng trên một cục nhá, siêu khỏe và siêu nhanh luôn. Đấy, quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi lại quay trở lại nhá, máy mài công tắc bóp này, máy mài công tắc bóp BBK đã về quay trở lại hàng nhá. Đấy, với cái thân hình thì cực kỳ là thon gọn này, đấy, tay dài cho em nhá, hàng thì bao chất lượng này, đấy, hàng khá đầm tay nhá, đấy, xài rất chi là sướng này. Thì cái mẫu này thì công suất của nó khá cao này quý vị này, công suất của model của nó này cực kỳ là ok luôn. Đấy, xem con này là 900 mấy watt luôn, đấy 908W nhá, hàng bao cho anh em công trình này, xài này thoải mái nhá. Đấy, với cái sản phẩm này em đang thanh lý này, về cái lô này khá nhiều luôn, đây hàng nghìn con luôn, nên thanh lý giá rẻ nhá, với giá chỉ có 290.000 thôi, 290.000 cho em nhá. Tay cầm khóa mở theo kèm đầy đủ, đấy vòng tua thì bao chất lượng này, đấy, vòng tua thì siêu nhanh và siêu khỏe rồi nhá. Thang ngoài dễ thay thế này, với giá chỉ có 290.000 quý vị nhá. Quý anh chị em bà con và mình quan tâm thì ở em này. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá, đấy, một cái lô đèn pin cầm tay phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đây em nói đây nhá. Rồi một cái tay cầm này là cầm một cái loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn, siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò, và cái độ sáng của nó thì phải nói không phải bàn gì nữa, đấy, độ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá. Với một cái bóng đèn LED siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm, đấy mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhá, liên tục nhá. Rồi với cái màu sản phẩm này ấy, đây là bằng kim loại nhá, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn, đây hàng cao cấp đúc nhá. Đấy, như này hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Rồi nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Rồi chào mừng toàn thể anh em nhá. Ngày này hôm nay là về lại một cái dòng sản phẩm này. Mấy ngày hôm nay mấy bữa cả tháng nay chạy hàng này. Giờ về lại một cái đồi kích 4 tấn nha. Đồi kích 4 tấn cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nha. Đấy, trọng lượng tối đa kích của nó là 4 tấn cho em này. Và hôm nay em cũng sale với giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, quý chị anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì ở em nha. Rồi, thì mình muốn kích thì mình phải khóa cái nút này lại nha. Và khi mình mở ra này, mình mở thì mình đây, em hướng dẫn luôn nha. Đây là có cái cần theo kèm này, có cái cần theo kèm cho quý vị nha. Đấy, một cái cần này theo kèm cho này. Này. Và cái này là mình để mình khóa mình mở này nha. Mình giơ vào đây. Nó như này. Đấy, lúc nào mình
hạ xuống thì mình nâng lên thì mình khóa nó lại nhá. Vặn theo chiều kim đồng hồ này. Và mình nối hai cái này lại này nhá. Nối hai cái này lại đây, có đầy đủ luôn. Dụng cụ đồ nghề đầy đủ. À đây, nó như này. Đây như này là cần đồng bậy nhá, cần đồng bậy mình kích này. Hai mình kích nó lên nhá. Này, đổi nó lên. Ok chưa? Cái dòng này là dạng bơm dầu thủy lực quý vị nhá. Bơm dầu thủy lực nhá. Đấy, nó lên này. Nó lên để xem nó lên tối đa của nó là. Đây nó là hết rồi nhá. Tối đa của nó là rơi vào tầm cái này là 15 phân nhá, lên là 15 phân cho em này. Nhá, còn cái lúc nào mình muốn hạ xuống thì mình đây, mình cho vào nhá, mình xả ra nhá, xả dầu ra nhá. Đó, xong mình ép xuống này. Đấy. Ép xuống quý vị nhá, là nó sẽ xuống cho em này. Và cái này nó của mình có thể tăng thêm được chút xíu này. Đấy, đây là con ốc này mình tăng giảm nhá. Nhiều lúc nó một phân nữa mà mình không thể chơi được, nhưng mà cái này nó tận dụng được 2 phân nhá. Đấy, tận dụng thêm được 2 phân này. Không biết bao nhiêu phân này thì mở ra. Đấy, nó cũng khá dài quý vị nhá, nó cũng khá dài này. Đấy, ok chưa? Rồi. Mình nâng nó lên. Rồi, còn nó nâng hạ nó lên kích thêm nhá. Rất chi là ok. Rồi quý vị anh chị em bà con của bạc mình chuyên sửa chữa hay là gì đấy thì cứ ơi em nhá. Đấy, nó lên này. Cất lên nó được vài phân nữa, thoải mái nhá. Nâng lên này. Nó nâng lên nó có 7 8 phân, 9 10 phân luôn nhé. Không phải ít đâu. Đấy. Còn nữa nhá, đây là em chiếc tay thôi. Đấy, còn nó lên được tầm 10 phân nữa quý vị nhá. Đấy, rất kỳ là ok nhá. Rồi ai quan tâm thì kêu alo. 280.000 nhá, 280.000 là giá chưa bao ship đâu anh em nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì ơi em này. Rồi tiếp tục ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái dòng sản phẩm này. Đấy, quý vị anh chị em bà con hỏi rất là nhiều nhá. Đây là một cái cầu liêm này, dạng là một cái cắt cành ở trên cao nhá. Đấy, cắt cành ở trên cao cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Nó đi kèm rất là đầy đủ nhá, một cái dao này. Đấy, dao là và lưỡi và cái cần này, cái cành nó vào đây này. Và anh nào muốn cưa thì đây, cưa nhá. Mình có thể tháo ra ngoài luôn. Đây, mình có chốt gài và mình có thể tháo ra cái lưỡi ra này. Đấy, tùy ý mình nhá. Còn khi cắt thì mình lôi. Khi cắt thì mình kéo cái dây này nhá. Mình có thể kéo cái dây này. Đấy, dây cái kéo này là nó sẽ cắt cho em này. Nha. Kéo dây này để em chơi một phát xem. Đấy, này nha. Có cần có kéo luôn nha, đầy đủ luôn. Đây. Đấy nhá. Đấy, dàn như này do em một tay cho nên em đấy, mình kéo lên là nó sẽ cắt này nhá. Mình kéo mạnh lên. Đấy, mình kéo lên là nó sẽ cắt cái cành này cho em này. Đấy, còn mình cưa này, muốn cưa thì cưa này. Thì cái này thì một bộ như này em đang đi với một cái giá cực kỳ là yêu thương luôn nhá. 170.000 thôi. Chỉ có 170.000 một cái bộ sản phẩm cưa cắt cành trên cao. Đấy, có dây theo kèm như này. Còn anh nào muốn dây dài hơn thì mình nối thêm dài ra nhá. Đấy, càng dài thì mình nối ra thoải mái cho em này. Hàng này là hàng bao chất cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, một cái dòng hàng Nhật xịn sò luôn. Đấy, cực kỳ cao cấp cho thằng thì quý vị mình bà con của bạc mình nhá. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình thích thì nhất cho em nhá. Rồi tiếp theo cho toàn thể quý vị mình nhé. Tiếp theo cho toàn thể quý vị bà con của mình. Đây là cái mẫu hai cái mẫu ống nhòm. Đây là cái mẫu ống nhòm một ống này, nhòm ống nhòm một ống. Các bạn nhá, mua về ấy, mình nhìn thì mình cứ để hở con mắt ra một chút xíu mình nhìn thấy nhá, còn để sát vào trong trồng thì nó cũng nhìn thấy đâu. Và mình có thể điều chỉnh nhá. Mình vặn ở đây mình điều chỉnh cho em này. Thì cái một ống này thì nó 120 nhá. Còn hai ống hàng của Nhật này thì nó là hai ống hàng của Nhật thì nó là 300 gram này. Đấy, 300 gram nhá. Rất chi là ngon. Rồi. Tiếp đến là em lên một số mẫu như cân sức khỏe điện tử này. Đấy, cân sức khỏe điện tử cho toàn thể quý vị bà con của mình nhá. Cân sức khỏe này là 100.000 một cái này. Đấy, 100.000 một cái nhá. Ok chưa? Rồi, tiếp đến là cái dòng massage. Massage thì em rất chi là nhiều dòng massage này. Đây massage đầu tiên là massage cánh bướm này. Massage cánh bướm này thì bên em thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái thôi, massage cánh bướm nhá, 30.000. Còn cái bộ massage chân này thì 100.000 này.
Đấy, nó cực kỳ là ok. Đợt này nó về nó bằng cái hai cái lớp mụ xung quanh này và nó cực kỳ là ok nha, rất là đẹp. Một lần xong mình gấp gọn lại nhá, nó 100.000 một cái này. Còn bác nào muốn bị tê chân tê tay ấy, thì đây, muốn con lăng thì không cần cất gì hết thì mua cái bộ này. Cái bộ này có 90.000 thôi. À, đây là massage con lăng bằng chân, bỏ hai cái bàn chân lên đấy là lăng là nó cực kỳ là ok này, rất là chi sướng nha. Rồi còn đây là massage gối, ai đau quay gáy thì đây này, nó là 180 nha. Đấy, còn đây gối massage, mỗi cái gối massage đây là cùng 8 bi, gối massage 8 bi cùng 180 nha này nha. Rồi đây là cái massage này là massage 4 chức năng này. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 220.000 thôi, thanh lý 220.000 nhá, với giá chỉ có 220.000 cái dòng 4 chức năng. Còn em là 8 chức năng là 206 này, 8 chức năng 206 nha em nhá. Rồi tiếp đến là cái mẫu sản phẩm bằng điện. Đấy, cái mẫu bằng điện này là 140 thôi. Đấy, rẻ. Bằng điện nhá, xài bằng điện 140 cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. Rồi, quay trở lại cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình. Đấy, ngày hôm nay em có về một cái tuyệt phẩm. Mà bảy hôm nay có nhiều khách hàng. Đây là cái một cái mẫu sản phẩm cưa. Cưa này là cưa cưa trượt nha, cưa này là cưa có trượt luôn này. À, cưa này là cưa có điều chỉnh trượt cho em nhá, cực kỳ là ngon. Cưa cắt là xài được mục tích 85 này nhá. À, có tăng tem tháo cắt cưa cắt đá này, có kẹp ê tô luôn nhá, cực kỳ là ok con tê luôn. Với cái mẫu sản phẩm này 1.150.000 là em ship về tận nhà nhá, 1.150.000. đây con này là cưa trượt, để em mở ra cho quý vị cùng xem này. Đây cưa trượt nhá, để em nới ra cho toàn thể. Đây, đây là cái mẫu cưa trượt này, mình có thể cắt cưa trượt cho toàn thể quý vị bà con và bạc mình nhé. Đấy, như này có thể cắt gấp 45 độ luôn nhé, có cắt gấp 45 độ điều chỉnh cho toàn thể quý vị bà con của mình. Với xài lưỡi mục tất 85, đây là máy cắt đa năng, cắt có thể cắt gỗ, cắt sắt, cắt nhôm thoải mái nhá. 1.150.000 cho em nhé, 1.150.000 cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon. Rồi tiếp đến cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nữa, đấy là cái mẫu sản phẩm mà cưa lòng. Đấy, cái mẫu cưa lòng này thì 208 này, em đang thanh lý nhá, thanh lý cái mẫu cưa lòng này 208 thôi. Đây, rẻ ngon bền, xài cực kỳ ok. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì hỏi em nhá. Rồi tiếp đến là cái mẫu sản phẩm mà đây lên một cái loạt luôn, cái sản phẩm mà hàng này là hàng Nhật cho em nhé, hàng Nhật cái hàng nếu Nhật cho em cực kỳ là ngon. À, thân một con máy mài này 350.000, tặng kèm 3 cái lưỡi, có điều chỉnh tốc cực kỳ là ngon, 350.000 nhá. Rồi máy bào thì 500 thôi. À, con máy bào thì 500. Còn cái máy khuôn mài lùa này thì nó là 280.000 nhá, máy khuôn mài lùa 280.000 cho em. Ok chưa? Còn một con máy khoan, khoan mài đa năng. Đây là một cái mẫu máy khoan máy mài này đánh bóng đa năng, 450.000 nhá, 450.000. Rồi tiếp đến là cái mẫu tông đơ, thì đây có nhiều mẫu tông đơ và cầu râu. Thì cầu râu thì có mẫu cầu râu hai chức năng này. Đấy, con danh đu hai chức năng này thì 101 nhá, còn ba chức năng tông đơ ba chức năng là 103 này. À, tông đơ mà ken mây hàng xịn sò cao cấp thì nó 106 nhá. Còn cầu râu ba chức năng nó cũng là hàng Nhật cho em này, và tặng kèm ba cái đầu này này, ba cái đầu đồng đẩy ấy, với giá chỉ có 130 thôi. Đấy, trong 130 nhá, tông đơ ba chức năng. Còn trang này, con trang này cầu tông đơ trang này là 150.000 cho em nhá. Rồi tiếp đến là hai cái sản phẩm cái đế máy khoan và đế máy mài. À, đế máy khoan này để lắp máy mài nhá, để lắp máy mài thì mình cắt để máy để cắt bàn mini ấy thì nó là 180 này, 208, mà đế khoan cũng 208 nha em nhá. Bác nào quan tâm thì ở em này. Rồi tiếp tục ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm, một cái dòng iPhone 15 cho toàn thể quý vị mình nhá. iPhone 15 đã ra đời này, và đây đây là cái dòng iPhone 15, đây là iPhone 15 đồng hồ nhá, đồng hồ báo thức. Đây là cái mẫu đồng hồ báo thức này, rồi đồng hồ điện tử treo tường để bàn nhá, cực kỳ là đẹp luôn quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, và nó đặc biệt là nó có thể điều chỉnh được này, những cái nút trên này là mình có thể điều chỉnh nhá. Đây, những cái nút trên này là mình điều chỉnh cho em này nhá. Điều chỉnh đây là nhiệt độ luôn này, đây là ngày này, nhiệt độ môi trường nhá, và có chế độ báo thức luôn. Cái này đặc biệt nó có chế độ báo thức cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây mình bấm đây, có này ngày giờ đầy đủ hết,
đây là sáng tối này, nó có đầy đủ hết quý vị nhé. Mình có thể về đây mình từ mày mò mình đấy, đây là cái chế độ này để đặt cái báo thức cho mình này nhá. Chế độ này là mình đặt báo thức nhá, là cực kỳ là ok luôn. Thì cái dòng sản phẩm này em thanh lý với giá chỉ có là 100.000 một cái thôi nhá, 100.000 một cái. Cái mặt này là mặt có lớp bảo vệ này, mình về mình bóc nó ra nhá, là nó cực kỳ là ok. Còn khi xong là mình bấm về để về chế độ như này, nó cực kỳ là hay ho luôn quý vị nhá. Đấy, treo tường, nó đặc biệt là xài cái qua cái cổng USB này, như cổng sạc điện thoại của mình ấy là dây như này đó, hay chưa. Rồi quý vị anh chị em bà con mà cần quan tâm thì ơi em nhá. Ngày hôm nay em có về một cái lô này, em về là cái dòng sản phẩm mà mấy ngày hôm nay là cháy hàng nhá, quý vị hỏi rất là nhiều. Đây là cái đầu chuyển cơ lòng cho toàn thể quý vị nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay nó về nó có nâng cấp thêm là cái khuy này, cái khuy này là khuy đây, khuy này là khuy để lắp lưỡi nhá. Đây khuy nhanh cho em này, và nó nâng cấp, nó làm nhanh gọn hơn này, nó sàng xịn sò hơn nhá. Đấy, cực kỳ là ok này. Đấy, với một cái đầu chuyển cơ lòng để mình cưa các loại đường cong, đường thẳng, nói chung là cực kỳ ok nhá. Đây, và nó được tặng kèm theo là ba lưỡi, là gồm có hai lưỡi cắt cổ và một lưỡi cắt sắt nhá. Thì em vẫn để giá cũ cho toàn thể quý vị bà con cô bác mình với giá 110.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em. Hôm nay có về cái dòng sản phẩm một cái mẫu đèn pin nhá, đèn pin đầu loa. Người ta gọi là đèn pin đầu loa. Đấy quý vị nhìn thấy nhá, dài. Đầu loa dài to chà bá nhá. Cái chóa này nó rọi cực kỳ là xa và sáng cho quý vị này. Đấy. Ok chưa? Đấy ban ngày, và nó có đèn báo dung lượng pin nhá, đèn báo dung lượng pin cho em này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, cái đèn pin này ấy, thì mình đi ban đêm thì em bao rồi. Sòi rồi chim rồi, nói chung là rồi đường rồi xả các thứ. Đấy rất là hay nhá. Rồi mới một cái dòng sản phẩm đèn pin như này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 95.000 nhá, 95.000 một em này. Đấy quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Đấy, nó có đèn báo dung lượng pin này và có dây sạc nhá. Đấy, cái này là sạc bằng pin cho em này, sạc này. Khi mình xài hết thì mình sạc cho em này. Cực kỳ là ngon nhá. Đấy, có dây sạc theo kèm luôn, dây sạc bằng như Samsung chẳng hạn. Đây. Và cái bóng này là bóng LED, là nó là siêu tiết kiệm điện và siêu sáng luôn. Đấy, nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Rồi tiếp quý vị ơi, đấy ngày hôm nay về một cái lô sản phẩm, nó trong cái dòng sản phẩm này em đi quá trời luôn và về liên tục, nó cập bến liên tục nhá. Đấy quý vị nhìn thấy nhá, đây là một cái đây là một cái đống lô la, đây là cái dòng sản phẩm hàng cực kỳ là ngon luôn. Đây là một cái mẫu bút thử điện, ấy nhà nào cũng nên dùng có một cái bút thử điện như này nhá, để mình đo được cái độ dừa. Nhiều lúc sửa chữa điện này cực kỳ là hay nhá. Đây là cái dòng điện tử, bút điện tử cho em nhé, bút thử điện điện tử, và đo được cái dòng rò này, bút điện được dòng rò nhé, và cái giống như dây thông mạch mình bị đứt dây chẳng hạn là mình đo được nhá. Đặc biệt là thấy chưa, đèn cực kỳ là sáng luôn. Khi bình thường nó thông mạch là nó sẽ màu xanh như này, giống cơ thể của em nó thông với nhau thì nó là màu xanh như này, còn nếu như mà có nguồn điện 220 đi qua thì nó sẽ là màu đỏ nhá. Nó sẽ bên này nó sẽ hiển thị màu đỏ. Thì hôm nay nhân dịp để cho những ngày riêng những cái khách hàng nhá, thương thương, thì anh nào mà có nhu cầu quan tâm thì ba cái thì 30.000, nhưng mà mua lẻ một cái là 15.000 nhá. Mua lẻ một cái, hai cái là 15.000 một cái, mà ba cái là 30.000 thôi. Đấy, ba cái là 30.000 quý vị nhá. Đấy, nhanh tay nhanh chân mốc luôn quý vị ơi. Đấy, hàng số lượng bao la luôn. Đấy quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay em có về một cái lô tô vít nhá, một cái tô vít Nhật xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là vip luôn. Đấy, cái tô vít này thì nói chung được tôi cái thép cực kỳ là cứng này. Đấy, cái đầu của nó được tôi và được làm 500 từ đó nhá, 500 từ nó hút rất là xịn, rất là sướng nhá. Vít để là găm vào là vít là mắc luôn. Đấy, hai đầu nhá, đây là cái dòng tô vít hai đầu hàng Nhật xịn sò này.
quý vị nhìn thấy chưa, hàng Nhật Kawasaki nhá. Đấy, để em quay cho mà xem này, đây đầu nhá, hàng Nhật xịn sò luôn, được khắc được chữ in sâu ở trên cái máy này luôn. Đấy, Kawasaki nhá, cao cấp, hàng Nhật cao cấp nhá. Với là một cái này thì chiều dài của nó cũng tầm lên đến 20 mấy ấy, 20 mấy 30 gì đây, cả càng luôn nhá. Đấy, dài luôn, đây dàn tu vít dài cho em nhá, hai đầu tu vít hai đầu cho em nhá. Đây, hai đầu cho em, hàng được cực kỳ ngon. Đấy, thép là thép công ghi nè, CRV xong gì là siêu cứng rồi, siêu xịn luôn. Với giá chỉ có là 25.000, tăng lý 25.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá, hàng cao cấp, hàng Nhật xịn sò luôn nhá. Rồi, và tiếp đến là cái dòng sản phẩm bóp cơ tay nhá. Cái mẫu bóp cơ tay này ấy, là mình để tập thể dục, mình để nói chung là dành cho những cái bác nào mà hay thường xuyên tê tay tê chân này, hoặc là tập cơ tay cơ chân ấy, thì mình sử dụng cái dòng sản phẩm này cực kỳ là hay nhá. Đặc biệt là các cái cụ già đây vào tầm 60 tuổi đổ lên ấy, ấy thì nó mình thường xuyên ấy, mình ngồi cũng có việc gì, mình vừa uống trà, mình đánh cờ, mình ngồi mình bóp cho cái cơ tay của mình nó hoạt động đấy, là luôn luôn tốt nhá. Và cái này mình có thể điều chỉnh luôn, điều chỉnh được nhá, từ cái mức là từ 5kg cho đến là 60kg này. Đấy, mình xoay ở đây nhá, cực kỳ là hay luôn. Và nó có đếm luôn này, có đếm cái số lần mình bóp, giống như ngày này mình có thể là bóp 30 và lần sau mình có thể bóp lên 35-40, tăng dần và có số đếm cho mình luôn nhá. Với giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, đợt này em về em xả rẻ nhá, 35.000 một cái này, cực kỳ là ngon luôn nhá. Và ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho toàn thể quý vị anh chị em bà con hoặc mình nhá, một cái dòng sản phẩm. Đấy, nhìn là chất rồi nhá. Đây là một cái dòng sản phẩm massage chân. Đấy, là cái màu massage chân này hôm nay là về màu mới nhá, hàng chất lượng cao. Đấy, hàng xịn sò và đẹp hơn nhá. Đây, và cái sản phẩm này thì nó có chế độ là mình gấp gọn được này nhá, mình gấp gọn được và mình móc lên. Đấy, mình cất giữ lại khi mình dùng xong, khi mình dùng đấy, mình gỡ ra nhá và gấp ra như này, và gắn cái điểm sông điện này vào cho hai cái điểm này cho em nhá. Đấy, gắn cái sông điện vào hai cái điểm này cho em này. Đấy, và khi xài hết điện thì có dây sạc theo kèm luôn, rất chứ là ok nhá. Thì cái màu massage chân này ấy, thì nó có nhiều, nói chung là trong cái lòng bàn chân mình này, thì đây là mô hình của hai cái lòng bàn chân của mình, nó có rất nhiều cái chế độ, như là các cái chế độ này, một cái không, một cái ô này là nó kích thích một cái là như tim thần này, phổi này, nói chung là nó kích thích hết. Mình để cái lòng bàn chân vào đây là những cái chỗ điểm này là điểm huyệt nhá, những cái điểm huyệt như mắt, tai này, mũi này, vân vân, và tim gan, nói chung là nó có đầy đủ trên cái này, nó đều massage cho toàn thể. Đấy, dưới cái lòng bàn chân của mình ấy là nó có nó hồi tụ tất cả các cái mạch huyệt đạo của cơ thể con người mình, và nó là massage đầy đủ luôn. Đấy, nó làm tình dưỡng cho mình, nó làm massage cho toàn thể cái những cái chi tiết của cơ thể mình, nó cực kỳ ok nhá. Với cái dòng sản phẩm massage chân. Đấy, xài sông điện bằng chân nhá, với giá chỉ có là 95.000 thôi. Đấy, với giá 95.000 quý vị nhá. Tiếp tục ngày hôm nay về một số lượng lớn về cái dòng màu massage này cho toàn thể quý vị bà con các bạn mình nhá. Đấy, từ massage bằng điện, massage pin có đầy đủ hết nhá. Đấy, và đây là cái sản phẩm massage xài điện 220V. Với chức năng của nó là massage rất chi là sướng này. Này, một em gái xinh tươi đang massage nhá. Đấy, xài điện 220V. Đấy, và có điều chỉnh tăng áp luôn nhá, có điều chỉnh tăng nhẹ, mạnh nhẹ luôn. Đấy, và tăng kèm 4 cái đầu như này nhá. 3 4 cái đầu như này, với giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 quý vị nhá. Đó, quá rẻ. Dòng massage xài điện cho em này. Rồi, còn tiếp tục anh nào mà muốn xài cái dòng massage mà 4 đầu đấm này. Cái dòng massage này là 4 chức năng, gọi là 4 chức năng nhé, và có là 4 chức năng và nó là 6 chế độ, 6 chế độ tăng mạnh nhẹ. Đây, sau này là 6 chế độ tăng mạnh nhẹ cho em nhá. Đấy, mình tăng theo từng cái một này, và đèn nó chiếu sáng nhá. Với giá chỉ có là 215.000 thôi. Đấy, em thanh lý 215.000 nhá. Đây, 6 nhá. Đấy, thấy chưa? 6 cấp độ cho em này, đấm cực kỳ là đạo luôn, phê clê luôn nhá, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, máy này là em bao khỏe luôn. Đấy, quý vị massage thoải mái cho em này. Đấy, cực
cực kỳ là ngon nha, với giá 215.000. Đây 215.000 một cái sản phẩm như này nhá. Máy massage bằng điện à, bằng pin. Đây còn bác nào muốn xinh xắn xinh tươi hơn à, và 8 chức năng. Cái này thì nhiều đầu đậm hơn nhá. À, gồm có 8 đầu đậm cho em này. À, và thì cái sản phẩm này thì nó là mình khi mình sử dụng nó ấy, thì mình lưu ý nha, mình bấm cái nút khởi động của nó ấy, mình bấm cái nút khởi động của nó qua tầm 10 giây cho em nhé, bấm nút khởi động này. Đấy, 10 giây nó mới hoạt động, thấy chưa? Đấy, và bỏ vào là thấy chưa, 3 chế độ, nhưng mà chế độ này 3 chế độ cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, cực kỳ là sướng luôn nhá. 8. Đấy, đèn đẹp lung linh luôn nhá. Đấy, siêu ngon luôn. Đấy, và đây là chế độ đổi màu của nó nhá. Đấy, và muốn tắt thì mình nhấn vào. Em muốn tắt thì mình nhấn vào nhá, nhấn vào dự thì nó sẽ tắt cho em. 260.000 nhá, 260.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là rẻ và yêu thương rồi. Rồi, tiếp theo đấy là cái gối massage. Đấy, tiếp theo là cái bộ gối massage này. Đấy, gối này là gối nghỉ ngơi. Đấy, gối nghỉ ngơi dành cho những cái không gian nào mà trống rỗng, căn phòng nào mình cần có sự nghỉ ngơi, ghế hơi cực kỳ là phê luôn nhá. Cái màu ghế hơi này thì 350.000 này, 350.000 nhá.